Xin chào mọi người nha, lại là mình đây, cô gái cắm hoa đây ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cắm một lọ hoa trang trí để bàn, trang dán, để mắt tại nhà nha. Mọi người cùng tham khảo nha. Thank you.
Ok nha mọi người, như vậy là mình đã hoàn thành xong một lọ hoa nha mọi người. Mọi người cùng tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nha. Xin chào mọi người.